Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, đội chủ nhà Ả Rập Xê Út dường như là đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đội tuyển Việt Nam khi mà chuẩn bị rất nhiều phương án cho trận mở màn vòng loại cuối cùng World Cup 2022 vào ngày 2 tháng 9 tới. Sau khi hội quân, các cầu thủ của đội tuyển Ả Rập Xê Út đã có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận tiếp đón đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ trận ra quân vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Huấn luyện viên Renak đã tỏ ra khá cởi mở khi mà cho phép báo chí được tác nghiệp trong 15 phút đầu. Bên cạnh đó thì vị chiến lược gia người Pháp cũng trả lời nhiều câu hỏi từ giới truyền thông. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Họ là đội bóng có sự đoàn kết, các cầu thủ gắn bó nhiều năm với nhau. Chúng tôi không được phép chủ quan dù rằng là được lợi thế chơi trên sân nhà. Ả Rập Xê Út đã có nhiều phương án để đối phó với đối thủ. Sau phần khởi động khá nhanh, huấn luyện viên Renak đã chia đội hình. Những người đã từng thi đấu trước đó ở các câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út được thả lỏng với bài tập vận động nhẹ nhàng. Nhóm còn lại thì là các bài tập phối hợp bóng ngắn, di chuyển không bóng. Theo như báo chí của Ả Rập Xê Út thì đội bóng của huấn luyện viên Renak chắc chắn là sẽ vẫn chơi với sở trường bóng bổng và thiên về sức mạnh. Tuy nhiên nhiều cầu thủ chủ nhà có khả năng chơi bóng ngắn rất tốt và cách chơi này chắc chắn là sẽ mang tới nhiều bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam. Hôm nay ngày 29 tháng 8, đội tuyển Ả Rập Xê Út tiếp tục có buổi tập thứ hai vào lúc 19 giờ tính theo giờ địa phương ở trên sân vận động Faisal. Huấn luyện viên Renat cho biết ông đã gọi một số cầu thủ lên để bổ sung thay thế cho những cầu thủ bị gặp chấn thương. Trước đó, huấn luyện viên Renat đã công bố danh sách 25 cầu thủ Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam. Cả 25 cầu thủ này được vị chiến lược gia người Pháp triệu tập đều đang thi đấu ở giải quốc nội. Al Hilal là câu lạc bộ có nhiều cầu thủ góp mặt trong thành phần của đội tuyển với 9 cầu thủ, tiếp đến là câu lạc bộ Al Ahly với 7 cầu thủ và câu lạc bộ Al Nassr với 6 cầu thủ. Trong số này thì có tới 8 cầu thủ là những người đã từng có tên trong danh sách đội tuyển Ả Rập Xê Út tham dự World Cup 2018 ở trên đất Nga. Thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang bắt đầu những buổi tập đầu tiên ở tại Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp đội chủ nhà vào ngày 2 tháng 9 tới đây. Chuyến làm khách này của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo gặp khá nhiều khó khăn. Chấn thương của trung vệ Bùi Tiến Dũng đã khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo phải tính toán lại nhân sự ở vị trí trung vệ trước trận ra quân ở vòng loại thứ 3 gặp Ả Rập Xê Út. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng bộ 3 gồm có trung vệ Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh. Họ đã chơi rất ấn tượng và góp công không nhỏ trong hành trình giành vé vào vòng loại thứ 3 của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng trong chuyến làm khách tới Ả Rập Xê Út, Tiến Dũng đã phải ngồi nhà vì dính chấn thương. Bên cạnh đó thì những tín hiệu không mấy tích cực từ Đình Trọng, Thành Trung đã khiến cho nhiều người phải lo lắng cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Đình Trọng, Thành Trung đều là những người đã được điền tên vào danh sách sang Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên họ đều có những chấn thương và phải tập riêng với huấn luyện viên thể lực trong những buổi tập cuối cùng ở tại Việt Nam. Khi đó Bùi Hoàng Việt Anh được chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá là có nhiều cơ hội để đá chính ở đội tuyển Việt Nam trước Ả Rập Xê Út. Nhận định này cũng là có cơ sở bởi Bùi Hoàng Việt Anh đã trưởng thành rất nhiều trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội. Anh là cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2020 và có 25 lần đá chính trong hai mùa V-League gần nhất. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi mà Việt Anh bị gạch tên vào phút cuối và lúc này huấn luyện viên Park Hang-seo cần Đình Trọng và Thành Trung hồi phục nhanh để giúp cho đội tuyển Việt Nam có được bộ ba trung vệ giàu kinh nghiệm. Nếu như sử dụng Đình Trọng thì tuyển Việt Nam sẽ có bộ ba trung vệ đã từng vô địch AFF Cup 2018. Khi đó Đình Trọng sẽ sắm vai trung vệ thòng, Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh lần lượt đảm nhiệm vai trò trung vệ lệch trái và lệch phải. Điểm trừ của Đình Trọng vào lúc này chính là phong độ. Sau khi gặp chấn thương dây chằng thì anh chưa bao giờ lấy lại được phiên bản tốt nhất của chính mình. Ở V-League 2021, anh mới chỉ có 3 lần đá chính cho Hà Nội FC. Tương tự Đình Trọng thì Thành Trung có thể sắm vai trung vệ thòng. Anh là lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Park Hang-seo ở vị trí này tại SEA Games 2019. Và vòng chung kết U23 châu Á 2020 nếu như Đình Trọng vắng mặt. Hai mùa gần nhất ở V-League, Thành Trung có đến 21 lần đá chính cho Hà Nội FC. Đình Trọng và Thành Trung có những lợi thế riêng để có thể giành suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam. Với Đình Trọng thì đó có thể là kinh nghiệm thi đấu quốc tế và được đá bên cạnh Ngọc Hải, Duy Mạnh nhiều hơn. Trong khi đó, Thành Trung cũng sở hữu phong độ tốt hơn trong khoảng thời gian gần đây. Anh cũng sẽ đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển Việt Nam trong khâu chống bóng bổng cũng như là nguy hiểm hơn ở những tình huống lên tham gia tấn công. Ở câu lạc bộ Hà Nội, Thành Trung đôi khi được sử dụng ở vị trí tiền đạo cắm nhờ khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt. Nếu như trường hợp mà Đình Trọng và Thành Trung đều không đạt được trạng thái tốt nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo còn đó trong tay những cầu thủ có thể đá trung vệ là Trương Văn Thiết, Nguyễn Thanh Bình và Hồ Tấn Tài. Trong đó thì Văn Thiết đang là người phù hợp nhất để có thể thay thế Tiến Dũng ở hàng thủ của đội tuyển Việt Nam.
Trung vệ này thuận chân trái, yếu tố rất thuận lợi để triển khai bóng nhanh trong khi đá lệch trái. Anh cũng là đồng đội của Quế Ngọc Hải ở câu lạc bộ Viettel, cho nên việc hòa nhập có thể là sẽ dễ dàng hơn. Về phía Thanh Bình và Tấn Tài, họ cũng có thể thi đấu ở vị trí trung vệ lệch trái dù rằng họ thuận chân phải. Ở câu lạc bộ Viettel, Thanh Bình cũng chơi được ở vị trí này. Trong khi đó, Tấn Tài, cầu thủ có vị trí sở trường là hậu vệ phải, cũng cho thấy khả năng hoạt động tốt ở cánh đối diện. Anh từng được xếp đá hậu vệ trái ở SEA Games 2019 và thi đấu với vai trò trung vệ ở vòng chung kết U20 World Cup 2017. Cầu thủ của câu lạc bộ Bình Định cũng được huấn luyện viên Park Hang-seo cho thử sức ở vị trí trung vệ trong trận đấu tập với U22 Việt Nam hôm 26 tháng 8 vừa rồi. Về mặt thể hình, Thanh Bình và Tấn Tài có một chút lợi thế so với Văn Thiết. Hai cầu thủ này cùng cao 1m8, trong khi trung vệ sinh năm 1995 chỉ cao có 1m77. Điểm thiếu của ba cầu thủ này chính là kinh nghiệm thi đấu. Họ đều chưa có lần nào đá chính cho đội tuyển Việt Nam ở các trận đấu chính thức. Tiến Dũng là trung vệ nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Việc vắng cầu thủ này là một tổn thất của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng không phải là một bài toán quá khó trong trường hợp phải trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Cựu quyền Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF đã phân tích rằng họ sẽ không gặp quá nhiều khó khăn khi được huấn luyện viên giao nhiệm vụ cụ thể như là kèm chặt một cầu thủ nào đó hay tranh chấp tay đôi rồi phá bóng. Khả năng hỗ trợ, tổ chức có thể kém đi một chút so với Bùi Tiến Dũng vì thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ với nguồn thể lực dồi dào vẫn có thể hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Thành công trong những năm qua của đội tuyển Việt Nam mang đậm dấu ấn sơ đồ ba trung vệ. Trong đó thì Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng là những người thi đấu nhiều nhất. Lần này thì trước một cuộc đối đầu với một đội bóng mạnh như là Ả Rập Xê Út, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ còn có hai trung vệ giỏi nhất là vẫn đảm bảo được trạng thái ổn định. Chiến lược gia người Hàn Quốc có thêm bài toán cần phải giải ở một khu vực mà ông cũng như là người hâm mộ từng rất yên tâm. Không những bị thiếu hụt lực lượng do chấn thương mà khí hậu ở tại Tây Á cũng sẽ là một thách thức không nhỏ đối với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo dự báo thì nhiệt độ ở tại thủ đô Riyadh những ngày cao nhất lúc 14 giờ vào khoảng 46 độ C, thấp nhất lúc 4 giờ khoảng 31 độ C. Từ 20 giờ đến 21 giờ hàng ngày thì nhiệt độ dao động khoảng 37 đến 38 độ C. Mới đây, trợ lý huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng đã than phiền về vấn đề nắng nóng ở tại Ả Rập Xê Út. Khí hậu, thời tiết như hỏa diệm sơn ở trong truyền thuyết vậy. Gió nóng hầm hập như là gió phơn Tây Nam. Nhiệt độ lúc 20 giờ tầm khoảng 40 độ, độ ẩm thì khoảng 10%. Tập mà ra mồ hôi là khô ngay, các cầu thủ vẫn tích cực tập luyện với quyết tâm cao nhất. Có thể nói là gió nóng ở sa mạc khiến cho chúng ta hít thở cũng đã rất khó khăn rồi. Nhưng đội tuyển Việt Nam buộc phải khắc phục điều kiện thời tiết khắc nghiệt ấy. Đây là điều kiện khách quan mà chúng ta không thể nào điều chỉnh được. Trên trang Facebook cá nhân của mình, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa cũng đã cập nhật ngay tình hình thời tiết ở thủ đô Riyadh khi mà vừa tới nơi. Biết thế nào là nóng ở sa mạc, khác với ở Dubai của UAE gần biển, khí hậu tuy nóng nhưng còn dễ chịu hơn. Riyadh đúng nghĩa là sa mạc, nằm lọt thỏm giữa bao la cát vàng và cát đỏ. Ra khỏi khách sạn là không thấy ai đủ can đảm để đi bộ ngoài đường. 18 giờ trời nóng hầm hập, gió rát mặt, cứ cảm tưởng như là gió cát đang tấp vào mặt, độ ẩm chỉ khoảng 6%, rất khô rát. Chẳng khác nào là gió Lào miền Trung quê tôi. Không thể hiểu nổi là ngày xưa khi mà chưa có máy lạnh thì con người sống thế nào ở thế giới toàn cát như thế này. Thế mới biết được nghị lực sống của con người quả là mạnh mẽ nhường nào. Trước đó, trưởng đoàn Nguyễn Sĩ Hiển của đội tuyển Việt Nam cũng thừa nhận rằng khí hậu, thời tiết đang ủng hộ đội chủ nhà Ả Rập Xê Út trong chuyến làm khách của đội tuyển Việt Nam. Ông nói rằng họ có vũ khí rất lợi hại, đó là đã quen với thời tiết ở đây. Đây là điều không những là riêng Việt Nam mà các đội còn lại như là Nhật Bản, Australia sẽ phải đối mặt khi mà thi đấu ở đây. Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ chỉ có ít ngày để làm quen với thời tiết ở đây. Đây sẽ là bất lợi rất lớn của đội tuyển Việt Nam. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ sáng tính theo giờ Việt Nam vào ngày 3 tháng 9. Thực tế thì đội tuyển Việt Nam cũng đã lường trước khó khăn từ nhiệt độ khắc nghiệt ở tại Ả Rập Xê Út. Theo như truyền thông của Trung Đông thì Kuwait và Ả Rập Xê Út là hai quốc gia có nhiệt độ cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là trong giai đoạn mùa hè. Tuy nhiên khi trực tiếp tập luyện buổi đầu tiên ở đây thì các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn không tránh khỏi cảm giác bị sốc trước một chảo lửa chẳng kém gì hỏa diệm sơn ở trong Tây Du Ký là bao. Không chỉ có riêng Việt Nam, nhiều đội tuyển khác cũng đã từng choáng váng khi đến thi đấu ở tại Ả Rập Xê Út. Jamaica, đội tuyển xếp hạng 48 thế giới, tức là cao hơn 13 bậc so với Ả Rập Xê Út, cũng đã từng phơi áo trước chính đối thủ này với tỷ số 0-3 hồi tháng 11 năm ngoái ở tại đây. Họ hoàn toàn bị sốc trước điều kiện khí hậu rất khắc nghiệt ở quốc gia này. Trận tái đấu sau đó thì Jamaica thắng lại 2-1 trước Ả Rập Xê Út, nhưng đó là khi đội chủ nhà đã mất đi một số trụ cột. Tính riêng các trận đấu chính thức trong 3 năm qua từ 2018 đến nay,
Theo như thống kê của Soccerway thì Ả Rập Xê Út đã thắng tới 14 trận, hòa 5 trận và thua 6 trận ở trên sân nhà. Trong đó 4 trận liên tiếp vừa qua, Ả Rập Xê Út thắng tuyệt đối, không bị thủng lưới một bàn nào ở chính tại Hỏa Diệm Sơn của mình. Tuy nhiên, từng có một trận đấu mà Ả Rập Xê Út đã phải vã mồ hôi ngay trên chính chảo lửa của mình trước một đối thủ của Đông Nam Á, đó chính là Thái Lan. 5 năm về trước, cũng ở trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup, Ả Rập Xê Út đã tiếp đón đại diện của Đông Nam Á là Thái Lan ở trên sân nhà. Dù rằng có lợi thế sân nhà và được đánh giá là cao hơn hẳn về trình độ, đẳng cấp, thế nhưng Ả Rập Xê Út lại bị Thái Lan gây sức ép liên tục và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. May mắn cùng với tài năng của thủ môn bên phía Ả Rập Xê Út lúc đó mới giúp cho đội nhà tránh được những bàn thua trông thấy. Mãi tới phút thứ 84 của trận đấu, Al Abed mới ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp cho Ả Rập Xê Út có được 3 điểm vã mồ hôi. Cần phải biết rằng nếu như trận mở màn đó Ả Rập Xê Út mà không thắng và kết quả 9 trận còn lại được giữ nguyên thì Australia mới là đội được vào thẳng vòng chung kết World Cup 2018 chứ không phải là Ả Rập Xê Út. Sự tự tin, không e dè đẳng cấp cùng với sự chuẩn bị kỹ càng về lối chơi chính là công thức giúp cho đội tuyển Thái Lan đã gây ra rất nhiều sóng gió trước Ả Rập Xê Út. Bên cạnh đó, chính sự chủ quan đến từ đối thủ Tây Á đã khiến cho họ bị sốc tâm lý trước cách nhập cuộc chủ động, bài vở hợp lý đến từ Thái Lan. Đó có thể xem là một bài học để tham khảo để cho đội tuyển Việt Nam học hỏi trước khi bước vào đối đầu với Ả Rập Xê Út vào lúc 20 giờ tối ngày 2 tháng 9 tính theo giờ địa phương. Lúc này thì hai vũ khí quan trọng của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị để dành cho Ả Rập Xê Út đã được hoàn thành, đó là phản công và những cú sút phạt cố định. Giờ đây thì đội tuyển Việt Nam phải từng bước làm quen với thời tiết nóng như thiêu đốt tại Ả Rập Xê Út, cũng như là có phương án dùng người hợp lý để sẵn sàng chơi một trận song phẳng trước gã khổng lồ Tây Á này. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.